Rồi, chào anh em yêu mến cây mai vàng. Hôm nay thì mình giao lưu với anh em, mình không có bán nha, chỉ quay làm cây cho anh em xem thôi ha. Thì giống này mình cúc dây ghép với giống cúc hoàng diêu đó. Thì cái cây ghép đó, anh em thấy không, đây là cái máy ghép của nó nè. Đây, nó khác so với cây giác lông bình thường, máy ghép này cho nên mình uống cùng lơi được thôi đó. Bây giờ thì mình làm cho anh em xem ha. Đây, cũng lắc nó nhẹ qua thôi chứ nó không có lắc giống được như cây kia. Đây, cây mai con cái uống thì dễ hơn. Lúc nào mình đặt cái tay dưới cái mắt ghép á, làm nhẹ nhẹ thôi đó, mình cũng lắc nhẹ qua thôi chứ không có uống gọi là đế giống như là cái cây giác lông bình thường kia được. Kìm cho kỹ cái ngay chỗ mắt ghép lại. Đấy, cây này thì nó cao cũng được 7 tấc rồi, mình uống chắc cũng được mấy chi á. Thì uống cái loại này thì uống mini thôi anh em, chứ không nuôi lớn không được, mình uống mini mình không có bỏ nhánh. Thì cái loại cây ghép thì cái nhánh nó đi tới đâu thì sau này búp nó sẽ ra tới đó, nó dày cộm lên luôn. Uống cái cuồng cây mini nó cũng khác hẳn anh em. Uống cái cây mini mà cái thế giáng long này nó khó hơn uống cái cây con là rất nhiều nha anh em. Chút xíu nữa mình quay qua cái cây con uống thế giáng long mà trồng từ hạt không có ghép á cho anh em xem. Còn cái cây này mà mình trồng mình là ghép gốc nhất mình nuôi lên. Nhánh đây là mình giữ hết nha anh em ơi, mình nuôi để cho nó đầy đặn cái cây, nhưng mà cái cốt của nó là mình uống theo cái cuồng cây giáng long thôi. Đó, chứ mình ghép như thế này mình để thẳng mình chơi mai lùm luôn cũng không được, tại vì nhánh nó ra không có đều, nhánh ghép mà nó không có thể không đều được đâu nè.
bắt lời lời mới làm xong cái cuồng này. Cuồng sơ sơ thôi anh em, không không ấy, cuồng sơ sơ thôi chứ này, cuồng của nó sơ, dân lòng kéo thế dân lòng nhẹ thôi chứ nha. Lên thì giờ đây mình mới kéo nhánh ra cho nó đều nè, là dòng này mình chỉ chơi mini được thôi, chứ còn nuôi lớn của nó thì nó cũng khó, nuôi lớn thì nó nhánh mà quá lớn. Đây mình kéo nhánh này nữa mình thấy nó đều tay à. Nhưng đây mình làm nước đầu nha anh em, còn mình muốn nó, cái cuồng nó nhuyễn nó đẹp hơn nữa thì sau cái nước đầu này mình dàn lại cái nước hai thì nó sẽ điều cái cuồng hơn. Chứ anh em nào mới làm cái cuồng lần đầu đừng có ham quá, làm ham nhạt quá là nó gãy hết trơn à. Em thấy cái da này đang đẩy nước lên nó rất là non nè, nếu mà mình làm nhạt chút xíu nó tức đầy gãy nhạt mà vẫn dây vô. Còn anh em nào mà thích làm mà kiểu nhặt nữa thì phải quấn dây, quấn dây thì nó lâu lớn hơn tại vì nó ép cái cây. Còn mình đây thì mình làm nọc, mình nọc thì cũng phải làm 2-3 chặng cây đó nó vô hình rồi mốt mình ép lại, mình ép lại nó thành hình nữa nó mới đẹp. Kéo nhánh đó. Đã làm cây gần xong rồi, quay qua đây anh em xem là những cây đó, cũng cây mini uống sừng xong này anh em, những cây uống xong như thế này, cuồng nó cũng đơn giản thôi. Những cây này uống xong rồi, cây nào nó dẻo thì mình làm uống được cái cuồng nó nhạt hơn. Còn cây mà da nữa nó già hơn xíu nè, mình uống cái cuồng này nhạt hơn nè. Đó, uống cuồng nhạt hơn. Còn cây mà da nó non á, da nó non thì mình uống không có được nhạt gì. Đây, anh em thấy không, hãy quay anh em tham khảo nè. Đó, ở đây mình uống hết ha. Đây, những cái uống lượng theo cái mắt kép nó mà uống, ví dụ như cây này nó dẻo nè, đây một cây này nó dẻo thì mình uống nhạt hơn nè anh em, thấy không? Đó, cây này dẻo mình uống nhạt hơn. Nguyên cả lô đây nè, đang làm gốc làm đồ các thứ ha. Cây nhỏ thì cây khó của nó nè là cái mắt kép ở đây nè. Đó, mới ghép ở đây mà uống lời là gãy liền rồi. Ở đây làm những cây làm rồi hết rồi anh em. Cây này làm chắc cũng cả tuần rồi đó. Đó. Nếu mà cây nào bể mới ghép là chết rồi. Như thế này cây làm rồi. Ở đây thì mình đang dưỡng nè. Dưỡng để làm nè. Đây là những cái cây ghép nha anh em. Mình quay qua đây. Quay qua cái cây giáng long trồng từ hạt nè anh em. Nhưng mình uống cây giáng long trồng từ hạt á, nó đâu có mắc kép ở đây đâu. Đó, cho nên mình uống cái cuồng này rất là nhạt. Sau đó mình đưa cái đế này lên nữa. Đó, còn, đó. Uống rất là nhạt. Nhạt đều như thế này hả. Đó là cái gì? Giáng long. À, uống từ hạt đó. Anh em thấy không? Khác hẳn luôn. Còn uống mắc kép thì uống mini thôi. Thì cảm ơn anh em xem video. Thì nói chung là mình làm video giao lưu để có cái anh em xem cho vui. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha.